Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là thành phố Edmonton, Canada. Đây là cái trung tâm thành phố Edmonton. Xin quý vị đăng ký kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây để ủng hộ kênh. Please subscribe to support the channel. Thank you. Cảm ơn quý vị nhiều. Hôm nay tôi đưa quý vị đi vào trong cái sân hockey á. Đi vô trong luôn, vô trong cái sân đó để xem cái sân hockey như thế nào, rồi xem họ đã làm sao. Thì hôm nay á, thì đội nhà của tôi ở Edmonton là đi đá sân bàn ở bên Mỹ á, bên tiểu bang Cali á quý vị. Thì cái đội đó có cái tên gọi là Los Angeles Kings. Thì đã sân nhà của Edmonton 2 trận rồi. Thì bây giờ qua bên Cali, Los Angeles đã 2 trận. Đội nào mà thắng 4 trận tiếp á, thì được vô vòng thứ nhì. Thì Edmonton như vậy là thắng 1, thua 1. Thì hôm nay thì đi qua bên Mỹ á, đã. Thì cái sân này á, thì họ tổ chức và cho người ta tới để xem. Quý vị thấy ở trước mặt quý vị ở bên kia, ngoài kia là cái chỗ mà quý vị có thể tới để xem cái màn hình lớn lắm ở ngoài trời á. Cái chỗ đó thì vô miễn phí, không cần vé. Nhưng mà hôm nay mà đi vô trong cái sân hockey này á, thì phải mua vé $5. Thì mỗi người vô á, thì mua $5. Thì hôm nay á, thì chúng tôi là đi vào đây mua vé để xem và để coi cái sân như thế nào, để quay chút xíu cho quý vị xem, cho biết cái sân hockey sao. Đây là cái phía ngoài của cái sân. Thì mọi người đang đứng ở đây để chờ để đi vào. Thì lúc mà họ mở cửa thì mình có thể đi vào. Đó, đi qua cái cửa đó xong rồi đi. Đây là phía trong đó quý vị. Đây là vào trong cái cổng rồi, mà cái vòng ở ngoài thôi, còn vô trong cái sân thì phải đi vô một chút xíu nữa. Đây là cái phía bên ngoài á, thì chúng tôi đang đi tới để tìm cái cổng để đi vào. Thì mỗi cái cổng giống như cái sân vận động đá bánh vậy đó, thì quý vị có thể đi cổng này, cổng kia, cổng nọ. Thì lúc mà vào đây rồi thì quý vị cứ tìm tới cái cổng để đi vô thôi. Thì ở ngoài này á, thì quý vị cũng có thể mua nước ngọt, nước giải khát, những cái món thức ăn như là pizza hay là hot dog. Thì họ bán gì thì mình mua đó. Thì đa số là những cái thức ăn mà nhánh đó của Tây á. Đây họ cũng có bán bia, rượu, đủ loại. Thì vào đây rồi thì họ mình có thể mua, muốn mua gì thì mình tới mấy cái quầy đó mình mua. Đây chúng tôi tìm được cái cổng vào gần cái chỗ ghế của chúng tôi rồi đó. Chúng tôi ngồi ở đây. Thì đi trước mặt quý vị là cái sân hockey đó, là cái sân họ nếu mà hôm nay đá ở đây á, thì họ đá trên cái sân trực băng đó. Đó, đây là cái sân đó quý vị, đẹp không? Dưới kia là cái sân trượt băng á. Cái sân này á, thì họ chứa có thể tới khoảng chừng 18.500 người vào đây có thể ngồi xem được. Thì đây là cái sân, nếu mà hôm nay mà chơi hockey á, thì họ sẽ đánh ở đây. Nhưng mà hôm nay là thì chơi ở sân bàn ở bên Mỹ á, thì ở đây không có đánh, chỉ là coi ở trên cái màn hình đó thôi. Đó, thì mọi người vô đây để xem trên cái màn hình đó để ủng hộ cho cái đội nhà của mình. Với thêm là mỗi lần mà vô chung kết như vậy á, thì có thể nói là mua vé không có luôn. Thì đây là cơ hội mà quý vị nào muốn đi vô đây để xem cái sân này, là muốn vô đây để xem để cho vui á, thì quý vị có thể mua cái vé $5 xong rồi vô đây xem trên cái màn hình này đó, hay là quý vị có thể xem ở ngoài cái sân ngoài trời hồi nãy mình đi vô đó, lần trước mình có quay cho quý vị xem rồi.
thì mình chỉ quay cho quý vị chút xíu thôi ha, để có quý vị biết là cái sân như thế nào và rồi người ta đi coi như thế nào. Thì may là hôm nay thì đội nhà của mình thắng, đội nhà của mình thắng là đội bạn đá sân bạn nhưng mà được thắng thì rất là mừng. Rồi thì đội đội nhà mình thắng rồi thì mọi người chỉ đi về thôi, đi ra rồi đi về thôi. Thì bây giờ quý vị, chúng tôi đi ra ngoài để đi một vòng ở ngoài cho quý vị xem ở ngoài cái phía ngoài của cái sân này như thế nào, là trong cái sân mà nhưng mà nằm ở phía sau cái lưng của cái sân, cái chỗ ngồi này. Thì đi đi ra. Đây họ có bạn áo quần của cái đội nhà này. Vô đây hầu hết là đa số ai cũng bận áo quần của cái đội nhà để ủng hộ cho cái đội nhà của mình. Cái bộ áo thể thao của đội nhà mình là màu màu cam, xanh với là trắng, thì ba màu. Hồi xưa thì xanh xanh với là trắng với là cam chút xíu thôi, nhưng mà cái màu cam này nó mới đổi 2 3 năm đây thôi thì rất là nổi. Thì ngoài này thì quý vị có thể đi ra rồi tới đây rồi mua thức ăn, nước uống, bia rượu. Đây quý vị có thể có cái bảng giá đây này, thì họ bảng gì rồi mua gì bao nhiêu đó. Đó, trước mặt quý vị thì đây cũng có cái quán họ bảng áo quần đồ thể thao của đội. Thì quý vị cứ đi vòng đó thì không còn tìm, đi đi vào đây để coi họ bán cái gì á. Quý vị có fan của đội nhà, quý vị có thể vô đây mua. Nếu mà vô không được thì quý vị có thể vô mấy cái shopping mall, mấy cái mall để mua áo quần cũng có rất là nhiều, hay quý vị có thể đặt hàng trên mạng cũng được. Mà vô đây thì hình như là đa số cái gì cũng có hết, bán rất là nhiều áo quần mũ nón nhiều lắm. Cái áo này của cái áo này họ bán như vậy là 320 đô, 320 đô tiền cả đó quý vị. Mình coi xong rồi bây giờ đi ra ra đây rồi đi đi vòng xong rồi tới cái cổng đi ra.
Thì đây quý vị có thể mua đồ ăn nước uống ở đây quý vị, rất là nhiều những cái thức ăn của bên phương Tây này, nước ngọt, pizza, Taco Bell, bia. Quý vị nào ngồi mỏi chân thì có thể đi ra đây đi một vòng cho thoải mái, không thì ngồi ở trong đó coi nguyên cả trường cũng được. Hôm nay người đi coi cộng đồng mà không có đầy cái sân. Nếu mà hôm nay mà đã ở đây á, thì vé sẽ bán hết, không có vé để mua luôn. Cái trận thứ năm á, mà bên Mỹ nó về đây đá thì đội Mỹ về đây đá với sân nhà của Edmonton á, thì hình như là vẽ là khoảng chừng cỡ 200 mấy đó, 203, 204 gì cho đến ngàn mấy đó, mà có thể mua là không có vé luôn. Trước mặt quý vị là cái cửa đi ra đó, cái cửa đó là hồi nãy đi vô là đi vô cái cổng đó, bây giờ đi ra cái cổng đó lại để đi băng qua bên kia, cái lầu bên kia rồi đậu xe bên kia. Đây, tới cái cổng đi ra rồi. Tôi xin chào quý vị, hẹn quý vị ở đây và xin hẹn quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị đã xem kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Thanks for watching everyone. Bye bye.